Quý Lam đang được xách trên tay em đây là một sản phẩm với thiết kế hình bán nguyệt, trông rất thanh lịch, mềm mại và dễ chịu đúng không ạ? Và bộ sản phẩm mà các chị đang thấy ở đây là màu sắc của sản phẩm lam. Tất cả sản phẩm đều được sử dụng bằng chất liệu da bò lớp 1 và được bảo hành chính hãng trọn đời tại Lecas Leather. Quý Lam trông mềm mại, nhẹ nhàng và rất là dễ chịu với thiết kế hình bán nguyệt cùng với quai xách tay. Tuy nhiên, đó chưa phải là điều cuối cùng. Sản phẩm chỉ cần mở chiếc cúc này, kéo phần dây, điều chỉnh những cái độ dài mà mình mong muốn là anh chị đã hoàn toàn có những chiếc túi xách tay đeo vai hoặc là đeo chéo phù hợp và linh hoạt. Sản phẩm có kích thước ngang đáy 23cm, cao thân 21cm, cao miệng 16cm, rộng đáy 7cm ạ. Nội thất bên trong của lam gồm một ngăn chính, một ngăn vách, một ngăn khóa kéo và tất nhiên sẽ không thể thiếu một ngăn đề thẻ. Để tăng độ tiện dụng cho lam, để các cũng trang bị thêm một ngăn thiết kế ngoài để anh chị có thể để những cái đồ nhỏ nhỏ xinh xinh ở phía này ạ. Những chiếc túi lam xinh xắn đang có sẵn sàng trên kệ, anh chị có thể thỏa thích lựa chọn những màu sắc mà mình yêu thích. Để đặt hàng, anh chị vui lòng comment ngay dưới bài viết này với cú pháp là L24 dấu cách số điện thoại. Toàn bộ sản phẩm túi lam với mức giá chỉ từ 2.290.000 đã có sẵn sàng trên kệ tại Lecas rồi ạ. Anh chị vui lòng comment ngay dưới bài viết này với cú pháp L24 dấu cách số điện thoại để thợ da Lecas có thể nhanh chóng gửi những chiếc túi ví xinh đẹp đến cho anh chị ạ.